Ơi, xin chào bác nhá. Nay em giới thiệu các bác về con xuồng bay, gọi là con xuồng bay. Con này dài 19 mét các bác nhá. Ngang rộng 3 mét. Ngang rộng 3 mét các bác ạ. Con tàu này là xuồng bay thu mua tận ngoài biển luôn các bác ạ. Con này chở được khoảng tầm 20 tấn hàng các bác nhé. Mực cá được các tàu nghề đây đánh bắt là con này bay ra xuồng bay thẳng ra nơi là cân hàng luôn các bác, nên là con hàng rất là tươi. Chờ miền trong các bác xem có gì tham khảo mà sắm cái loại này đi làm các bác này. Em thấy nó rất là hiệu quả cho người làm nghề và cho người thu mua cho đến người ăn các bác ạ. Ai cũng có lợi nhuận hết. Vậy là con xuồng bay này bay ra biển mua hàng tươi thì về người dân lao động cũng bán hàng tươi thì cũng được giá. Thứ hai là người ăn cũng được ăn hàng tươi. Nên là rất là tiện ích các bác ạ. Các bác có thể tham khảo cái loại hình dịch vụ như này các bác nhé. Đây là động cơ hầm máy các bác nhé. Đây là máy Hino máy thủy 620. Có thể ra biển đạt vận tốc lên 30 hải lý một giờ. Chạy như bay quá, gọi là xuồng bay mà. Đây là toàn cảnh về hầm máy. Máy turbo tăng áp Hino. Đây là phần lái của tàu các bác nhé. Nó giống như nó được thiết kế như là những cái tàu tốc hành các bác ạ. Giống như là tàu tốc hành. Tất cả đều phục vụ người tiêu dùng nhé, chất lượng nhất.